cảm ơn tất cả quý vị đang đến với chương trình Biệt Tài Tí Hôn. Nhưng bây giờ sẽ là tài năng thứ tư. Hy vọng anh Trấn Thành và chị Cẩm Ly sẽ chinh phục được tài năng này. Hai đội bình luận viên, hãy xem 105 tài năng của bé có ca hát hay không. Xin mời ạ. Ca hát. Ca hát đầu tiên. Diễn xuất, biểu diễn đàn tranh, biểu diễn đàn bầu, sáng tác thơ văn. Cái đàn bầu là cái gì? Hồi nãy hỏi là chị Trang, xong chị Trang nói là cái đàn bầu là đây, cái đàn tranh đàn bầu đây, đàn bầu. Đàn à. Bầu. Cậu đàn tranh à? Vừa rồi thì tụi em mới cho các bình luận viên xem clip, nhưng mà chưa chắc gì đó là giọng thiệt của bé. Ủa? Vậy hả? Dạ, trời ơi, bạn ấy hơi cho bà đi. Trời này bà còn hỏi vậy hả nữa hả? Có, hồi nãy múa võ là cũng là múa thật, hoặc là cái diễn thật hết sao. Giờ người ta nhép không được hả? Chơi không, hồi nãy clip chị, nãy là cái giọng với lại cái khẩu hình nó không khớp lắm. Bé này thì xét về gương mặt của bé, cái cách bé phát âm này nọ thì không thể là ca hát được. Không, mà lúc nãy mình cũng... Tại vì đúng rồi, cũng không nghĩ ca hát đâu. Tại vì nếu mà bé ca được thiệt á, bé hát hay thiệt thì chắc chắn là sẽ quay bé hát thiệt rồi, chứ không có để một cái đoạn clip lên để cho bé hát theo. Cũng là nếu mà thực sự ra cũng có thể là bé hát, nhưng mà khi quay thì bắt buộc là mở ra để cho bé nhép theo. Mà chất giọng thì ngọt ngào, mái tóc dài như thế này. Quyết định cuối cùng của chị Thu Trang và anh Son Huy Trần đó là... Ủa, bên này chưa chọn luôn hả? Dạ, chưa trả được thảo luận thêm. Vậy thì bên Trang thì Trang nghĩ là bên kia chọn xong mà Trang chọn. Ở bên đó đưa ra nhận định ý kiến trước thì đưa ra trước đi. Chọn luôn. Và đó chính là... 2, 3. Diễn xuất. Trời ơi, ôi cha. Tuyệt vời, hay quá. Cũng là bây giờ ca hát là hay cha, cái độ đồng tâm hiệp lực. Ô cha. Mình cũng vậy, giống bên kia. Đúng rồi, đúng rồi. Thì mình phải chờ bên kia trước. Như vậy thì chúng ta quay trở ngược lại với đội đầu tiên đã hết thời gian suy nghĩ rồi. Và quyết định cuối cùng của hai đàn tranh. Vậy tôi ca hát. Ca hát. Hôm nay chơi chiêu đó. Chơi chiêu giấu đó. Đàn tranh và ca hát. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ ngay tài năng nhí này. Xin mời. Không nghĩ thơ
rượu năm nào mẹ nấu ăn. Giờ thềm đường nhớ xa nằm trên chiếc giọng sao ghê, được nghe tiếng ở chi dầu của mẹ ru cả em. Còn nhớ mẹ ơi, năm ấy mơ tới bời, non lá cây trên đầu ra đồng mẹ bắn qua. Nhìn từng giọt mưa rơi, lòng con cứ mãi dâng trào, vì con không nghĩ thân mình để dầm trong gió quý vị thân mến. Bé chỉ mới có 7 tuổi thôi. Con gái ơi, con ca nó ngọt quá. Chú Thành rất là ngạc nhiên về cái giọng hát của con. Thì tụi con còn nhỏ, cái giọng tụi con vang ở trên trời á, nó dễ lắm. Dạ. Còn con xuống cái nốt trầm á, mà con xuống cái nốt đục rất là khó. Mà mẹ là đang nằm trên bụng rêu của đồng, con trở lại cái quãng dưới, có nghĩa là con đi cái quãng con quãng giọng con rất là rộng mà nó đẹp, thiệt là đẹp. Chú dạ, Thành, con cảm ơn chú. Chú Thành rất là nể con luôn á nha. Cái giọng con nó có những cái điểm nhấn rất là sắc nét.
Dạ, đó, mà cô nghĩ rằng một đứa bé 7 tuổi không thể nào mà có được. Anh ơi, anh biết sao không? Tại vì bên kia đó, người ta, chị Ly thì hát hay thì khỏi nói rồi. Chân Thành cũng biết hát. Là bên đây là có lợi thế hơn nhiều rồi. Khoan, anh khoan, à. Trang, Trang nghe chị Ly hỏi, nghe chị Ly hỏi câu này, hỏi lại chị Ly, hỏi lại chị. Thành, Thành, Trang hát sao Thành? Em tự nhận luôn là từ xưa tới giờ em hát rất dở. Anh thì anh cũng chắc là không hát hay như là bên kia rồi đúng không? Mà anh là chuyên môn, anh là nhảy múa. Hát hay đâu có đi múa. Thì đó, nhà em chuyên môn của mình nhảy múa, cho nên là bên đội của cô với là chú Huy á là đã thất thế hơn bên kia rồi. Cho nên bây giờ chỉ còn chờ con phân bố là tình thương rồi, dạng như con từ bi hỷ xã thì con về đội bên này rồi. Cái gì vậy? Có dụng là không sao. Thì con về đội này thôi chứ giờ không có cái gì để mà giành lại người ta nữa chứ. Trời, con hãy đưa ra quyết định cuối cùng của con là con chọn đội nào. Dạ, con chọn đội cô Cẩm Ly và chú Trấn Thành. Chúc mừng chị, em chúc mừng chị. Chúc mừng. Nếu như tất cả quý vị muốn nghe được thêm những bài hát ngọt ngào, giọng hát ngọt ngào của bé nữa thì quý vị đừng ngại ngần, hãy bình chọn cho Nghi Đình để bé có thể vào được ban kết. Dạ con cảm ơn cô chú.